Dạ đồ sư cũ xin kính chào tất cả mọi người ha. Chúc mọi người một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ. Thì hôm nay đồ sư cũ tiếp tục lên bán một số món đồ nghề của Mỹ. Thì kênh đồ sư cũ chủ yếu là ưu tiên là bán đồ của Mỹ thôi nha. Đồ của Nhật mình cũng có nhưng mà mình không thích bán trên kênh này. Thì mình chủ yếu mình bán đồ đồ Mỹ thôi. Hình thức bán hàng thì bên mình có ship ship code nha, ship CO, COD ha, là COD, ship code là bên mình có ship nha. Rồi anh em nào mà muốn chuyển khoản thì chuyển khoản theo cái số tài khoản của mình để dưới tiêu đề, hoặc là anh em xem cái phần giới thiệu sẽ thấy cái số tài khoản của mình ha. Rồi giá của bên mình bán là trong clip này là giá chưa gồm phí ship nha. Rồi thì đầu tiên là mình xin giới thiệu mã số 1. Số 1 là một cây kìm chết 5 inch. Cây này được, nó cổ lắm rồi anh em ha. Đây, cây này cổ dữ lắm. Nó còn nhỏ xíu như vậy thôi, 5 inch mà. Hình thức đó là nó đã bị oxy hóa nhiều rồi. Hai bên này thì nó oxy hóa. Đây anh em có thể là nhìn kỹ cái bề mặt của nó này, có thể thấy những cái lớp xi nó bong ra rồi lâu ngày nó bị oxy hóa rồi nó hiện những cái lỗ li ti giống như là lỗ chân lông của mình vậy ha. Đây, 5WR có lưỡi cắt đây, miệng đây, này nó có 3 dòng code lận ha. Cây này là một trong những cây sản xuất năm 1963, đời cổ lắm rồi, cách đây gần 60 năm thôi nha anh em. Thì cái này nó nhỏ như vậy, nhỏ xíu thôi. Thì anh em mình có thể là xài kẹp những con mỡ ốc hay là kẹp kẹp chết những cái góc nào đó mà cái cây kìm lớn nó không có vô được. Thì anh em mình xài kìm nhỏ này vô những cái góc đó ha. Đây, tuổi nhỏ làm việc nhỏ ha. Rồi, thì cái răng hàm dưới của nó này. Răng lợi thì cây này răng lợi còn nguyên nha. Đây, răng lợi còn nguyên ha. Mọi người nhìn kỹ cái răng nó nha. Đây răng hàm dưới ha. Rồi răng hàm trên nè. Đó thì răng lợi còn nguyên si ha. Ở cây này mình bán 200 ngàn thôi nha. Vì nó xấu xí xíu nhưng mà nó chắc dữ lắm nha. Cây này hồi xài nó bây giờ đã xấu gần 60 năm rồi. Bây giờ mình mua về xài nữa hết đời mình chưa chắc nó bị hư anh em ha. Rồi cây này 200 ngàn, 3 dòng code 5 inch. Cây số 1 200 ngàn nha. Cây số 2. Cây số 2 là cũng là một cây cây này đời cũng cổ rồi ha. Đây, cây mỏ nhọn thì thông thường nó có chỉ đời đời đầu nó có một dòng code thôi chứ không phải là ba dòng code như là các cái cây khác ha. Đây, cây mỏ nhọn này nó 6 inch. Đây, 6LN này nha. Đây, anh em nhìn cái 6LN này có số nè. Hình thức là cây này nó dính sơn, sơn đỏ. Đây, vô ích. Logo Peterson Điều Khuyết OXA đây ha. Đây. Anh em nhìn nè. Cái này thì cái mỏ nhọn mình dùng kiểu như là cái chức năng thay cho cây nhíp á. Đây, cái nhíp thì của mình á, thì cái lực nó kẹp nó nhẹ thôi. Nhưng mà mình dùng mình muốn cái lực kẹp nó giữ nó mạnh hơn á. Thì anh em xài kìm nhọn ha. Cái chức năng như là một cây nhíp nhưng mà nó lực kẹp rất là mạnh ha. Đây, răng hàm dưới, răng hàm trên gì còn ok hết nha. Trong này nó bị dơ thôi, anh em về vệ sinh thì nó sạch thôi. Rồi, cây này mình bán 350 nha. Cây mỏ nhọn đời đầu 6 inch. Rồi, hình thức là vậy thôi. Rồi, cây số 2 350. Số 3. Số 3 là cũng là một cây mỏ nhọn nha, nhưng mà cây này là cây mới nha anh em. Đó, anh em nhìn kỹ ha. Đây, đời đầu luôn nha. Đây. Vice grip nè, US Park nè, cái này mới ha, chưa lớp xi còn nguyên dạng, chưa bong chóc gì hết nha. Răng lợi anh em nhìn răng lợi của nó nè, răng hàm dưới còn nguyên ha, răng hàm trên còn nguyên xi nè, răng lợi còn nguyên nha. Cái này cái mới nha anh em ha, chỉ có mỗi tội là chỗ này nó bị bong tí xíu thôi, ở lớp xi chỗ này nó bị rộp tí xíu chỗ này thôi. Rồi, chỗ này nó bong ra nè, anh em nhìn kỹ vô chỗ này nha. Đây, ở trên lưng của nó là nó có một cái điểm. Đây, một cái điểm này nó bị bong nè.
Rồi chỗ này cái điểm nữa nè. Rồi chỉ vậy thôi, chứ còn ở bên này nó ok hết, không không gì vấn đề gì hết. Cái này là cây mới nha anh em ha, do nó bị bông chỗ này cho nên nó là cây này mình bán giá rẻ ha. Thì cây này mà cây mới, nó giờ này mua mới thì nó tầm khoảng 1 triệu, 1 triệu mốt một cây nha. Rồi cây này nó bị một điểm như vậy cho nên nó là mình tính cây này mình tính giá 550 thôi. Rồi bị chút xíu này mình để giá sale giá rẻ ha, 550.000 cho cây số 3. Rồi tới cây số 4. Số 4 anh em. Số 4 là một cây cây Vice Grip, cây này 7WR. 7WR thì hình thức là cây này là thì mọi người có thể nhìn thấy là nó bị loại lớp xi nó bong từ đây tới đây. Nó bị oxy hóa nhiều lắm ha. Đây, nó cũ. Oxy hóa như vậy đó. Mọi người có thể nhìn kỹ nè. Thì nó đây, bong xi. Đây, sản xuất tại Mỹ đây nha anh em ha. Rồi. Cái này thì sản xuất khoảng thập niên 90 à, cách đây cũng 20 21 năm rồi nha. Logo nè, Vision UA này ha. Hình thức là răng lợi bên dưới là còn nguyên nha anh em ha. Đây, anh em nhìn răng lợi của nó ha. Rồi răng hàm dưới răng còn nguyên này, răng hàm trên là còn nguyên nha. Không sâu xiết sức mẻ gì hay đó ha. Đây. Rồi cây này mình bán 350 nha. 350.000 cho cây 7 in 7WR. Chiều dài nó vậy ha. 7WR. Cây số 4 giá 350. Cây số 5. Cây số 5 là cây 10WR nha anh em, 10WR. Hình thức cây này còn là cũng còn tương đối ok ha. Bên cũng còn mới ha. Đây, cây này có logo và sự hiếp trên lẫy nè, nó sản xuất khoảng năm 80 nha. Rồi răng hàm dưới còn nguyên si nè. Răng hàm dưới còn nguyên si, răng hàm trên còn y nguyên luôn ha. Ở giữa này nó có đây, cái đường này là nó dính cái sỉ hàng hay gì anh em ha, chỉ một đường rãnh này nó bị thôi. Và trên cái cầm của nó là có bị dính hàng ha. Đây. Tí xíu thôi. Đây. Cái này mình bán 600.000 nha. 600.000. Rồi, 600.000 cho cây số 5 nha anh em ha. Cây số 6. Cây số 6 là cây 10R. Cái này là hàm thẳng ha, 10R. Cái này thì nó wow, cái này nó tới 3 dòng cốt lận anh em, cái này cổ lắm anh em nha. Đây, 3 dòng cốt nó khắc rất là sâu ha, rất là nét luôn. Đây. Hình thức còn khá mới. Bên này còn thì cái nước xi nó mới, bên này nước xi nó bị xuống màu, nó bị rỉ, nhưng mà nó không không bị rỗ nha, bị cũ xuống màu thôi. Cái này nhìn ok đó anh em. Đây, răng nè. Em nhìn răng của nó ha. Wow, răng còn nguyên luôn, chưa xài ha, giống như chưa xài đó. Đó, răng hàm trên này, trời ơi nó đẹp quá trời quá đất. Răng hàm dưới này đẹp quá trời luôn. Cách đây 60 năm rồi mà anh em nhìn ha. Đây, môi miệng của nó này. Cái này á, khi mình khép lại khi thì nó lệch qua bên trái xíu, khi lệch qua bên phải xíu là nó không vấn đề gì anh em nha. Bởi vì cái này á, là nó có cái độ rơi cho phép ha, cho nên á, là cái này mà lật qua lật lại là chuyện bình thường, nên nó rơi là cái này là cái độ rơi người ta cho phép nha. Rồi cái trên này mà nó rơi mới là vấn đề, ở đây là độ rơi là cho phép ha. Rồi đây. Rồi thì cây này mình bán 650 nha. Cây 6R đời cổ này, không phải cây 10R đời cổ. À, hình thức là bên này hơi cũ xíu, bên này mới hơn, nhưng mà bên này anh em nhìn lại kỹ một lần nữa ha. Đây, nó hơi cũ xíu xíu nè, nó rỉ cũ thôi, nhưng mà cái ngàm này của nó là còn nguyên zinc luôn nha. Cây này hiếm lắm anh em, mà bài dòng cốt hiếm, rất hiếm. Cây này 650. Rồi cây số 6, 650 ngàn. Cây số 7. Cây số 7 nha, cây này sản xuất tại Mỹ.
của hãng Stanley. À, Stanley. Đây. Mọi người nhìn á, ở phía ngoài này á thì nó có dính những cái chấm hàng á. À, hai bên, bên này cũng dính li ti, những cái chấm hàng li ti. À, thân thể này còn mới lắm. À, cái này còn mới lắm anh em, nước xi cũng sáng, rất là sáng nha. Cái này thì mình phải nhấn vô đây nó mới mở à. Đây. Nhấn vào đây cái, trời nó bung ngay đá. Đây, răng lợi của nó này. Răng của nó thì nó còn nguyên trang nha. Oh, cái này đời cũng cổ rồi mà răng nó còn mới cứng anh em. Răng dưới này, răng trên này. À, trên nằm dưới còn nguyên si hết nha. Không bị sức mẻ, không bị gì hết nha anh em ha. À, chỉ có mỗi lỗ bên ngoài này nó bị dính, nó lấn cắn những cái chấm hàng thôi. Hai bên này nó dính, lấn cắn những chấm hàng thôi. À, phía trước không bị gì hết ha. À, còn mới cứng luôn. Hãng Stanley của Mỹ. Kiềm chết hãng Stanley của Mỹ. À, cây này mình bán 600 ngàn nha. 600 ngàn cho cây số 7. Cái này thì nó bằng cây 10R nha anh em. À, size nó cũng là size 10 inch đó ha. Cây số 8 này, số 8 là một cây đời cổ anh em à. Nó có một lẫy thôi. À, cái thép đời đầu á nè. Cái thép cứng giả mang, thép tốt lắm anh em. Những cây đời đầu tiên. Thép à, anh em nhìn nó xuống cái màu như là Mỹ đen vậy á ha. Một lẫy. Hai. No 10. À, nó không ghi 10 rồi mà ghi no 10 này ha. Số 10 in ha. Vice grip này. Chạy đời cổ thì những cái cây này 3 dòng cốt này anh em, nó được sản xuất khoảng vào năm khoảng năm 1957 nha. Đây. Cây này thì cách đây cũng phải là sáu mấy 70 năm rồi anh em ha. Khoảng từ năm 53 đến 57 gì đó ha. Đây 3 dòng cốt. Một lẫy thôi. Răng miệng của nó này. Đây răng hàm dưới còn ok lắm nha. Đó, cái điểm này là nó bị dính ở dính gì giống như chì hàng ha, sỉ hàng gì nó dính đây anh em nha. Rồi, ở trên này thì nó cũng có bị dính hàng nó chảy ra nè. Cái này thì anh em về có thể là mài thì nó bay cái này ra thôi. À, thép này là thép cứng đời đầu, nó cứng giả mang luôn nè. Cái ngàm này nó anh em mà xài như biết khi nào mà nó mới hư, nó mới mòn được cái kìm này. À, cây đời đầu nó vừa cho có giá trị sưu tầm cho anh em chơi mà xài nó cũng bền giả mang lắm. À, cầm đã siêu chắc. Rồi cái này mình bán 600 ngàn nha. 600 ngàn. Cây số 8 600. Số 9. Số 9 là mình có một cây mỏ cát này. Cây mỏ cát của hãng Vice Grip Erwin. Lúc này là Vice Grip nó đã bán cái thương hiệu của nó cho cái hãng Erwin. Erwin này cũng là của Mỹ nha anh em, không phải là Erwin Trung Quốc đâu nha. Erwin này là do ông Charles Erwin ông thành lập công ty này năm 1885, cũng lâu lắm, đời lắm rồi nha. Thì công ty này là tên đầy đủ là Erwin Industrial Tools. À, sản xuất chuyên sản xuất những cái dụng cụ đồ nghề tại Mỹ. Rồi nó có công ty mẹ của nó, bây giờ công ty mẹ của nó là công ty Stanley Black & Decker. Mọi người có thể là tìm kiếm thông tin thêm về nó trên mạng ha, trên wiki chẳng hạn. Đây, sản xuất tại Mỹ nha, chứ không phải là Erwin. Mà nhưng mà nếu như ở cái kìm nào mà ở đây có chữ Erwin Vice Grip nhưng mà trên lẫy này nó không có cái chữ gì hết thì có nghĩa là hàng Trung Quốc nha anh em nha. Nó sản xuất tại Trung Quốc, nghĩa là cái hãng Erwin này nó chuyển nhà máy sang Trung Quốc rồi, nó sản xuất tại Trung Quốc thì trên lẫy này không có thông tin gì hết. À, mình thí dụ ha, thí dụ ở đây mình cũng có cây ha, mình mua về để cho anh em dễ so sánh nè. Erwin này ha, Vice Grip này, nhưng mà trên lại không có chữ gì hết. Thì cái này sản xuất tại Trung Quốc nha. Phía sau nó là Vice Grip The Original. Nó không còn cái logo, nó không còn cái logo Petition như là như vậy nữa nè. À, những cái cây nó không còn logo Petition này nữa. Là lúc này là cái hãng
Vice Grip của ông Peterson này á, ổng đã bán rồi, ổng đã bán cho cái hãng khác là hãng Irwin rồi, cho nên nó không còn đóng cái logo này nha. Rồi thì ở đây trên lại không có gì hết. Irwin Vice Grip thì cái này ở Trung Quốc nha anh em, lưu ý nha. Lần sau anh em mà nó anh em nào mà đi mua kìm chết của Mỹ thì anh em lưu ý cái chỗ này nè. Không có tin tức gì hết, không có mã code, không có mấy dòng code, không có chữ Vice Grip, không có Made in USA, không có gì ráo. Thì nó là đồ Trung Quốc nha. Rồi. Irwin này á, được cây này Vice Grip Irwin này được sản xuất tại Mỹ vào khoảng những năm 2008 nha. 2007 2008 gì đó. Đây. Nó sản xuất tại Mỹ, Made in USA này anh em ha. Rồi, cây này mình bán 600 ngàn nha. Cây mỏ cát này, cây này cũng hiếm lắm anh em ạ. Cây này do nó bị dính sơn và nó bị cắn chỗ này cho nên mình bán giá rẻ nè. Cây này mà không bị là giá là tiền cây mới là giá trên 1 triệu anh em ạ. Nó bị tí xíu ha. Chỗ này nó không bị gì hết. Mình dùng mình kẹp mấy con ốc thôi nè. Cái này không quan trọng ha. Rồi anh em chờ mình. Ví dụ ha. Đây. Ví dụ này. Cây này chuyên để gì để kẹp mấy con mở mấy con ốc này ha. Nó thay cho cái clê á. Đây, anh em để vô đây. Để đây mình dặn ha. Cái con ốc lớn hơn thì mình mở nó rộng ra. Ốc nhỏ hơn mình bóp vô hả? Ốc lớn mà mình mở nó rộng ra là càng lớn là càng được dặn được những cái con ốc, ví dụ như là con ốc này, con ốc 6 chẳng hạn. Anh em có thể ốc 8, ốc 10, ốc 12. Nè, anh em mở ra. Nó hay vậy đó. Nó mở được nhiều kiểu ha. Đây. Rồi cây này bán 600 ngàn nha. Cây số 9 600 ngàn. Cây số 10. Số 10 thì mình cũng có một cây mỏ cát nữa. Cây này mấy cây lớp trước mình có bán rồi nha anh em ha. Mà lên là mình bán liền được ngay ha. Rồi cây này sản xuất tại Mỹ ha. Hãng Vice Grip này. Bên này logo Peterson Decrypt này ha. Rồi có chữ US Park này ha. Rồi. Nó không bị gì hết. Cái này là anh em nhìn kỹ này, cái này cái mới nha. Nó còn mới nguyên. Anh nước xây là không bị bong, không bị rộp, không bị gì hết ha. Đây. Chày không bị sứt không gì hết, cái này còn mới cứng à. Đây. Anh em nhìn cái răng hàm trên của nó này. Hàm trên nó thì ba đường nó còn nguyên ha. Ba đường còn nguyên nha. Rồi. Răng hàm dưới nè. Nó có ba đường nè, ba đường này nó còn nguyên si này, không có dấu hiệu sử dụng nha. Nhưng mà hai bên má này nè, hai bên này với bên này là nó bị bong lớp si tí xíu nè. Đây, chỗ này nó bị bong tí xíu chỗ này thôi, không phải sức mẻ anh em nha. Đây, bên này nè, nó bị bong cái lớp si tí xíu chỗ này, bên này bị tí xíu rồi. Chỉ có khuyết điểm là tí xíu chỗ này thôi. Thôi ngồi ra không bị gì hết. Không gọi là không bị gì hết, chỗ nào cũng ok hết, chỗ nào cũng đẹp hết. Ai da dẻ đẹp như ngọc trinh luôn. Rồi. Cây số 7 này mình bán 950 nha. Ôi xin lỗi anh em. Xin lỗi nha, cây số 10 mà 7 LVK, cây 7 LVK. Và cây số 10 này mình bán giá 950 ngàn. Cây số 11 này, cây số 11 cây này cũng khá hiếm nha anh em ạ. Cây mỏ cát nhưng mà cây bự á, cây này 10 LVK. Cái này nó dài, nó bự, nó nặng còn hơn là nó nặng hơn mấy cây nữa này nữa nè, do cái mỏ cát của nó này, nó dài, nó đúc nguyên nguyên khối vậy đó. Rồi cây 10 thì cây 10 LVK này á, nó bị oxy hóa những cái điểm, cái lớp si này nó bị oxy hóa những cái này nè anh em á. Đen này, chấm chấm nè. Rồi, cây này thì nó bị chấm 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 mấy điểm này thôi. Điểm đây quanh cái điểm này là nó bị chấm chấm chấm, mà còn phía bên này thì hầu như là không bị, bên này không bị gì hết. Về xíu xíu chỗ này cũ cũ rỉ rỉ nhỏ nhẹ, bên này không bị gì hết, bên này bị chấm chấm chấm, cũng logo Peterson Decrypt nó nằm đây. Rồi, trên cán có sản xuất tại Mỹ này, Made in USA ha. Đây,
Tại Mỹ là nha anh em. The original đây. Cái miệng của nó nè, anh em nhìn ha, mặt trước họ nè, mặt trước thì có bị chày xước, có cắn nhẹ tí xíu. Rồi cái bên này dưới này á thì những cái đường răng của nó còn nguyên nha. Đó, anh em nhìn cái đường răng của nó còn nguyên, không ảnh hưởng gì hết á. Bên trong này thì nó bị cũ tí xíu thôi, hay súng màu bị rỉ xíu xíu thôi. À, răng hàm trên của nó nè, răng hàm trên nó thì có cái răng ngồi cùng nó bị cắn tí xíu thôi. Đây, à, không bị gì hết, không vấn đề gì hết nha. À, cái ngồi này nó bị cắn tí xíu xíu chỗ này nha. À, nhìn chung này cái ngàm này không bị, cái ngàm ở ốc này không bị gì hết. À, cái này mình bán 900.000 nha. Cái này 900.000, cái 10L với các, cái này hiếm lắm anh em ạ. À, lâu lâu á, mình mới về được mấy cây, lâu lâu về được mấy cây mà mình đưa lên thì mình bán cũng nhanh lắm. Rồi, cây số 11 này 900.000 nha. Số 12 là một cây 10 VKR. Cây này hình thức cũng còn khá mới nha anh em nha. Anh em đi nhìn ha, anh em qua nhìn một lượt ha. Cây này cũng còn khá mới ha, sản xuất tại Mỹ đây nha. À, logo Peterson nè, bên này có ha. Rồi, anh em nhìn cái răng của nó nha, răng lợi nè, răng hàm trên nè còn ok ha. Đây là hàm trên còn ok luôn, nguyên dạng ha. Nó có những cái điểm chấm bị xước chỗ này nè, răng hàm dưới nè, răng hàm dưới còn y chang luôn nha, răng nhỏ cũng còn nè, răng lớn gì còn nguyên hết. À, anh em nhìn cho kỹ nha. À, tình hình là răng lợi như vậy ha, nó bị xước xíu xíu chỗ này thôi, xước chỗ này. À, cái này mình bán 700.000 thôi, 700.000 nha anh em, mới cứng luôn, 10 với KPR, 700.000 cho cây số 12, cây số 13, số 13 là một, cũng là một cây 10 với KPR, nhưng mà cây này cây mới anh em, cây này là cây mới, hàng mới cứng à. Đây, anh em nhìn kỹ nè, cây này là nó mới cứng, nó chưa xài gì hết. Sản xuất tại Mỹ đây nha, sản xuất tại Mỹ những năm 90 nha. Anh em nhìn đây, miệng này, răng này, đây, răng của nó anh em ha, còn nguyên dạng luôn, chưa qua sử dụng, chưa có dấu hiệu sử dụng. Răng nhỏ còn nguyên, răng lớn còn y chang luôn. Đây, rồi răng hàm dưới y nguyên nè, răng hàm trên nè, nhỏ lớn gì còn nguyên luôn ha, nhỏ lớn gì còn y chang luôn, chưa xài luôn. À, anh em nhìn kỹ nha. À, mình phóng to lên nè, nhỏ lớn gì còn nguyên hết. Rồi, hình thức anh này vậy đó, hai bên mới, chưa bị rập xi, chưa bấm chóc chỗ nào hết, còn mới cứng. Này, chỗ này thì nó bị như vậy là không phải là do ấy nha. Nó có những cái dấu chấm kiểu như rổ, cây này là nó là vậy đó anh em, người ta đúc khuôn ra thì nó bị vậy là bình thường thôi, không phải là do sử dụng mà bị vậy đâu nha. Nhìn này nó mới là biết liền ha. Rồi, cây này mình bán một triệu thôi ha. Cây mới nha, chưa xài, một triệu cho cây số 13. Rồi, tiếp theo là cây số 14 anh em nhé. À, cây 14 thì mình có một cây hàm thẳng 10 inch, 10R nha. Cái hình thức là hai bên này là nó mới, cây này là cây mới nguyên sinh nha. À, cái chữ logo White Strip nằm trên lẫy. Cây này nó sản xuất những năm 80 nha. À, logo Peterson Decrease của Mỹ nằm đây.
Hai bên là mới, chưa bị bong chóc, chưa bị oxy hóa chỗ nào hết nha. Cái này còn mới lắm nha anh em. Chỉ có cái miệng là nó bị cắn nhẹ tí xíu, cắn nhẹ tí xíu thôi. Anh em nhìn nó bị cắn nhẹ ha, có cái dấu cắn nhẹ nè. Răng lợi anh em nhìn cái hàm dưới ha. Hàm dưới là còn nguyên si nha, chưa xài ha. Răng hàm trên còn nguyên nè. Răng hàm trên hàm dưới còn nguyên. Chẳng qua là nó bị ở dưới này nó cắn nhẹ ở ngoài thôi, xíu xiu thôi nè. Ở ngoài nó cắn nhẹ xíu xiu thôi. Đây, xíu xiu cái điểm này thôi. Trên này. Ở ngoài này thôi. Ở ngoài này nó bị cắn nhẹ tí xíu thôi. Cái này cái mới. Cái mới nhưng mà nó bị đây, nó bị cắn nhẹ xíu ở ngoài này thôi. Đây. Cho nên là cái này á nó bị lỗ như vậy, nên là cây này mình bán rẻ tí nha. Cây này mình bán 850 nha anh em. Cái nó lỗi tí xíu ở này thôi. Với hình thức của nó là không bị gì hết, mới cứng luôn, chưa xài, chưa oxy hóa chỗ nào hết, mới cứng luôn. Bị tí xíu xíu vậy thôi. Mình bán rẻ ha, bán 850.000. 850.000 cho cây số 14. Số 15. Số 15 là mình có cây kiềm mỏ dịch ha. Cái mỏ dịch này thì sản xuất tại Mỹ nha. Cái này cái mới anh em ạ. Hai bên này nó mới cứng à, chưa bong tróc gì hết. Thì ở bên trong này á thì cái mỏ của nó thì ở bên trong này thì nó có dấu hiệu sử dụng rồi. Người ta có xài kẹp cái gì, kẹp tôn là kẹp sắt tấm, kẹp gỗ, kẹp gì đó là nó có dấu xước này ha. Bên ngoài là họ không bị gì hết, còn mới cứng à. Chỉ có bên trong người ta kẹp nó có dấu cũ cũ vậy thôi. Cây này mới nè. Cây này thì mình có nhiều chứ, mình có nhiều cho nên mình sẽ bán lai rai nha. Ví dụ này mình có nhiều. Clip trước mình cũng có bán rồi ha. Clip này mình bán một cây nữa nè. Cái này mình bán 750.000 nha anh em nha. 750.000. Cái này thì nó gọi là cái 8R. Sản xuất tại Mỹ. Rồi, 750.000 cho cây số 15. 16 là mình có hai cây đục dẫm của Mỹ. Nó sản xuất khoảng năm 1950 đến năm 60 gì. Cái này cổ lắm rồi, người ta làm thủ công anh em. Anh em nhìn cái trong này là biết nó rèn thủ công nè. Nhìn cái dấu nè, những cái giấy cái dấu này biết nó rèn thủ công ha, rèn thủ công. Cái khâu đồng của nó rất là dài nha, khâu đồng dài lắm. Cái của hãng Burke Brother, cái hiệu cái đầu con này, hiệu cái đầu con này ha. Đây, trên này cũng có hiệu cái đầu con này, mọi người nhìn kỹ nha, hiệu cái đầu con này nè, Burke Brother. Cái đục này đục sản xuất tại Mỹ anh em ha, cái thương hiệu nổi tiếng á, đục dẫm. Cái nó cong vòng vậy đó, cái lưỡi nó cong vậy ha. Đục này cho anh em điêu khắc nè, cây nhỏ thì nó cong hơn cây lớn ha. Cây nào cái lưỡi nó cũng cong vòng anh vậy ha. Thép mà cây này dùng để đục gỗ cứng luôn á, đục điêu khắc nha, không phải là dùng để đục bonsai như mấy cái đục của Nhật đâu nha anh em. Đục Nhật là những cái đục dẫm như vậy, nhưng mà nó dùng nó đục bonsai thôi, nó đục cây tươi á. Còn cái này là đục gỗ khô, đục điêu khắc, chuyên xài cho điêu khắc thép cứng, thép trắng, thép xịn của nước ngoài ha, của Mỹ ha. Rồi, ví dụ mình ở đây cái lưỡi nó dài, phần lưỡi này nó dài khoảng 13 phân nha. Từ đây đến đây nó dài khoảng 13 phân. Không phải như mình có một cái đục của Nhật này, đục dẫm này. Cái mà đục này là đục bonsai. Khi anh em so sánh cái lưỡi của nó này, cây này nó cái lưỡi nó dài gấp đôi cái này ha. Này cái phần lưỡi để đục nó dài tới gấp đôi nó cây của Nhật lận. Nhưng mà cây cái này để bonsai đục cây tươi thôi, không phải là đục cây gỗ để điêu khắc chuyên dụng như là cây đục của Mỹ ha. Rồi đục tay. Rồi cây hai cây này mình bán 1.700.000 nha. Rồi 1
triệu bảy, cái đục này giá nó mình nhập vô nó cao rồi mình bán cao anh em nha. Anh em cứ tham khảo cái hãng này trên mạng là biết ha. Ở nước ngoài người ta bán mấy chục đô một cây lận nha ha. Rồi số 16 là kết thúc clip của mình rồi. Cảm ơn xin lỗi. Mình quên nói thì cái bề cái chiều ngang của cái lưỡi này nè thì nó khoảng cây nhỏ thì khoảng 7 ly. Cái lớn này nó nằm khoảng 10 13 ly ha. Khoảng 13 ly nha anh em, 13 ly, cái này khoảng 7 ly. Nó dài khoảng 24. 24 nó dài khoảng 24 phân ha. Rồi, cảm ơn anh em. Clip tới đây là hết rồi. Mình có 16 để giới thiệu xong. Cảm ơn em đã quan tâm theo dõi. Thì trong những clip tới thì mình sẽ tiếp tục bán những cái đồ của Mỹ hết nha. Đồ đã qua sử dụng của Mỹ, ngoài đồ nghề ra còn những cái đồ khác. Đó, ví dụ như là đồ dùng trong nhà chẳng hạn. Thì anh em đăng ký kênh của mình, nhớ đăng ký kênh của mình để xem coi nha. Ví dụ như là anh em nào mà không mua cũng được, mình đăng ký mình coi, có khi là mình biết thêm những cái món đồ độc lạ khác, đồ cổ xưa của nước ngoài. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi nha.